Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Midland. Mình là Vinh. Mình là Quốc Tấn. Đây là Faraday 5. Đầu tiên thì mình sẽ thông báo đến các bạn một các bạn mà tin một tin vui đó với các bạn là fan hâm mộ của game Faraday 5 này thì bây giờ tụi mình sẽ tập trung hết nguồn lực vào để chơi cho về nước cái game này luôn. Còn Daylight thì tụi mình sẽ tạm ngưng. Thì mình muốn về nước cái game này, làm cái game nào cho ra game đó chứ làm nó xen vô nhiều quá thì nó hơi bị khó đâu. Mình sẽ tập trung một game mình ra một ngày mấy tập như vậy cho nó nhanh để cho anh em tiện anh em nó theo dõi luôn. Thế cứ mỗi game một ngày một tập thì có nhiều bạn đã ý kiến với mình rồi là nói là xem như vậy thì nó không thú vị với lại dễ mất fan nữa. Thì mình thấy nói chung là ý kiến anh em nhận xét thì luôn là đúng thì mình vẫn phải tiếp thu thôi. Thì nhắc lại nha là mình sẽ tập trung mình ra game này mỗi ngày ít nhất là một tập, vừa thì hai tập mà cao là ba tập, còn Daylight thì mình sẽ tạm ngưng lại rồi. Với lại một cái nữa là tụi mình chơi game này á, mình về nước game thì sẽ không sử dụng những cái loại vũ khí khí xịn nữa, dùng cây cung hay là cây cuôn vậy thôi. Cái nhóm này là để cho có ê vậy. Có hai này mới cứu nè mày. Cái gì? Có hai này mới cứu nè. Đâu có cái gì à. Nhưng mà nếu anh em sử dụng vũ khí xịn thì lâu lâu mình móc ra kè cho có thôi, chứ nếu mà tấn công đồn trong vụ mà bắt buộc nó khó quá mình mới sử dụng vũ khí xịn thôi. Chỉ vị trí đồn. Tại vì nó bị bắt từ đồn lại đây mà nên là nó ngồi ở trong là nó biết cái vị trí chính xác của cái đồn mà chở từ đó lại đây. Bây giờ đu lấy xe đi luôn đây. Bỏ kia ở lại. Mình làm đi kiếm cái kim cương này ha. Rồi nhanh lên. Rồi mấy đi. Để nó lấy xe ra chạy luôn. Nhắc lại nha anh em, chỉ tạm ngưng Dying Light thôi nha, chứ không phải là nghỉ chơi Dying Light luôn nha. Rồi. Mình sẽ tạm ngưng Dying Light để tập trung hết tất cả nguồn lực để vô cái tựa game Faraday 5. Tại vì tụi mình muốn là làm hoàn tất một cái series game, chứ mà nó ra nhiều quá, chẳng hạn như một ngày Faraday 5, một ngày Dying Light thì anh em xem có khi là bị hụt hẳn ha. Nên là tụi mình sẽ tạm ngưng Dying Light và tập trung hết tất cả vào mình. Rồi ha. Rồi lên thì bây giờ thì cái chuyện đó thì dẹp qua bên đi. Bây giờ thì chúng ta phải tập trung vào game thôi. Tại sao lại có con chó xuất hiện ở đây, Miner thăm quần đâu? Chó mới ngon với Miner làm gì? Miner xạ thủ mày. Rồi. Mày biết hôm qua là tao cứu không được Miner thăm quần, mày biết là làm như là rứt ruột, mày biết không? Thì ngày chó ngày Miner đi. Thì hôm qua là sự thể hiện của con chó rồi, mà nay là thể hiện Miner chứ. À, gần đây nó có nhạc, tao tưởng đâu. Vậy Miner đi, đi. Sao mà nó cứ không có Miner là nó cứ nhắc cho bằng được. Đó rồi. Đó. Bomber gì đó. Rồi chạy bộ gì, yên tâm đi. Miner thăm quần tao sẽ xuất hiện ở cái vị trí đó trước mày luôn. Gì đây, ở đây điên đâu đây. Con đi mà còn đọc kinh thánh nữa chứ. Gì đây, trời ơi to gan. Gì mà anh đời luôn mày, không chết. Mày hả, thằng da đen anh da đen này thì chứ. Cái thằng này đi hiên ngang mày, vừa đi cái đọc đi kinh thánh của đâu rồi. Như là nó là người thiện, lương thiện lắm, mà cầm cái cuốn kinh đi. Đó, đó, đây, 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 con Miner thăm quần nè. Ở gì? Bắn nó. Quỷ Miner thăm quần, bắn. À, đây. Đó, bắn nó, rẩu nó trong đọt cây hút vậy, gì đây? Để mày xem Miner thăm quần, hãy hiện coi. Rồi tao bắn nó. Thấy chưa, chết liền, thấy chưa? Tao bắn nó chết chứ Miner gì. Con Miner nó bắn. Rồi, biết Miner mày không? Giỏi rồi, biết Miner mày giỏi rồi. Còn cái con mẹ này còn chu đích như trong bụi đây. Lẹ lên. Nói chuyện mẹ nó gì mà sao nè. Mà anh rội tao trong gốc cây không vậy? Bắn súng kiểu này là chết rồi em. Súng kiểu này học ổn rồi. Ngắm của mày á. Tình hình kiểu này là Cuba đang căng thẳng rồi, chết à. Ê, mày cầm cái cun vậy mà mày đòi tấn công thầm lặng hả mày? Tao có cun mà, yên tâm đi. Ở cái cun tao sao nó chưa làm cái đồ nhắm à. Quên. Tao cũng chưa là nhắm, tao chưa mua cung luôn. Chắc phải giờ cái hậu cái cung ngon mấy cái dài rồi. Như vậy thì tình hình cũng ổn. Cái cung tao là Akakunda. Mày muốn tấn công thầm lặng, chỉ cần bắn một cái bùm một cái tụi nó là phân tâm chú ý đến cái hướng tiến đạn của tao của mày vô mày tấn công. Chạy xe lên đây khó như vậy ta.
trượt xe không mà chạy không được. Cao quá đó. Bắt cướp sao chạy là đó lại, lấy cót luôn. Lên trời luôn lấy cót liền. Nhìn tao chi vậy, chạy đi lôi chạy đi. Đang quay đầu quay qua đổi hướng mày cũng nhìn tao mày nói vậy. Mẹ già quá. Thôi là phải mẹ già nha, gặp mẹ già từ nãy nhảy xuống xe mình nói mấy đống rồi. Đây là con này nó đẹp phải không? Ê, coi con coi coi chỉ đường khá đi. Khá ổn. Trời ơi thì có đường đi lên xe. Như vậy tôi thấy cái bọc rồi. Cái gì vậy? Sao vậy? Sao nằm một đống rồi? Thằng nó làm ăn thiệt à. Mày đụng chứ ai? Thì đụng. Lên lại lên. Còn bắn súng vô người tao nữa chứ. Mino mày quý quá hen. Không bắn thử xe ở dạng. Dạng súng đạn dư test thử cơ mà. Coi xe này như một bánh tợ. Vậy mà nói xin làm như xe bốc lớp là chết rồi mày. Gì? Làm như xe bốc lớp là chết rồi. Nó chạy kỳ quá. Trời. Vô toàn gốc cây không có chết à. Đã ngon. Mình lấy xe thảm hại mà đụng cái cảnh này còn thảm hại hơn mình nữa. Đó, chết à. Chạy không được chứ, để tao coi con map chạy ra cho nó. Mày đưa đây coi, tao thể hiện xem. Nói có chạy được rồi sao? Chạy không được mà nhục chết anh em à. Thôi thà để có anh thằng để có chữ với mày làm vậy lên chạy không được cái bị ta chữ lại nhục nữa. Lên đây toàn rừng rậm thôi. Tha một thằng bị chữ thôi phải không? Đó là cái gì vậy? Bắn vô. Bắn vô khi cái bình xăng của nó đó. Bắn thằng này trước liền. Ơi nổ xe tao mày. Nổ ngon xì rồi xì chảy rồi. Tại sao cái cạm mới được anh em đúng chỗ cạm mày ngu đó mày. Dây da đen đầu quăng nè. Tẩy não nè. Đâu nữa? Bước ra nữa chứ. Ủa gì vậy? Nào quất vô đò tao té vậy. Ê đâu chưa à? Nhờ Miner thăm quần lợi chứ mấy mày chết rồi. Ê tao bắn lộn đúng Miner thăm quần mày kìa. Kìa có Miner thăm quần nè. Xả cái rớt liền. Tầm là kiếm tiền coi. Bắn nó. Chết liền chóng hả. Chạy đi. Vậy sao lên xe không được. Thôi mày né ra đi. Chạy xe rồi. Nó chạy đâu vậy. Chạy. Đó. Hay á. Dân rồ chạy xe. Rồ chạy xe không. Tao test thử cái xe chạy địa hình nữa mà. Thôi trả mày nè. Mày đi ngồi bên đó mày bấm E hay C. Nó qua bên kia ngồi chứ gì đâu. Không đi C. Đi vòng vận động tay chân một tí đấy mà. Làm nóng người trước khi xâm nhập vào đồng địch chứ. Đúng nào á. Anh xạ thủ nè, xạ thủ nè. Đâu nữa, bên hông nữa nè. Nào bắn tao ạ, kìa thằng lửa kìa. Chạy đi. Thôi cháy xe rồi. Thì chạy liền. Giống hả. Vị trí kim cương đây hả mày, ngay đây luôn nè. Cháy xe ra rồi. Nào vậy nào. Đâu nữa vậy? Trời ơi, tập chó rồi, chết rồi. Tập lum đâu hết vậy? Loạn hết rồi. Rồi thằng chạy xe tải ngang nó qua đây. Đây có đồ. À, cái chị khiến Hương Cương này biết Lạc nè. Ủa? Nó lấy cái đồ đó mà. Vậy là bắt rồi. Đi. Đủ. Ngầu quá. Ngầu lắm.
Đó, thấy Mina không còn chưa? Thấy thấy chết là chạy lại cứu lại bỏ đi chứ cứu đâu. Cứu em. Có anh lại hai lần cho anh thôi kìa. Cứu nó đi. Nó nãy nó lỡ nó đụng coi. Chết thôi. Nó nãy nó lỡ nó đụng chết em thôi, cứu nó đi. Mày lại cứu tao cái nhanh thiệt, để con này. Nhanh gì? Con khùng đó. Tao hàng gắn lại hồi nãy mày đụng nó mà. Không, tao nói tiếng là cứu liền gì vậy? Ủa, cháy rồi, cháy rồi. Thổ. Rửa chị cho cúng cơm. Cái con mẹ này mẹ cầm rocket luôn. Ê mẹ, mày giết bả đi lấy cái rocket mày. Chó kìa. Thằng kia bay hàng rào qua khí thế lắm. Không, con mẹ già này không? Hồi nãy mày thấy nó nhảy hàng rào bự lắm. Mày lâu motion là khúc đó cho tao. Tao nãy là đây tao đứng tao thấy mày cầm rocket mày bay hàng rào bự lắm. Go back out on the road if you paid me. Well, ê con mẹ này giống Miner thâm quần quá mày. Cái mặt y chang kìa. Giống coi chừng. Đã nói là ở dòng họ Miner thâm quần mà. Ồ, đứa thì xạ thủ, đứa thì đó súng hàng nặng, súng cối rồi không. Tóc quăng y chang vậy con kiểu người. Đi mày. Khỏi cần tìm cái vị trí luôn. Lên mày nhảy mới xem cái gì vậy. Thối nhất nè. Ủa nó giật con gì đằng đây nè anh em. Ủa nó giật chết bò luôn chứ. Miner thăm quần giật chết bò à. Không, nhảy đồng bò nè. Đi mày. Đi lên kia đụng dây đi. Xuống. Nào đây điên đâu đây. Lỡ la cái gì kinh vòm. Theo hướng cộng làm dây. Làm cái em muốn kinh dị luôn. Gì cái con mẹ này đi theo đây. Ê này có chỉ vị trí nhiệm vụ luôn. Để nói chuyện nó cái. Hỏi đi, hỏi đi. What the? What the? Chỉ nhiệm vụ chính hả? Nhiệm vụ còn phụ. Còn gì nữa? Ồ nhiệm vụ chính luôn. Tao thấy cái hình ba sao mà. Nãy quên có shop nè, tao quên gắn cái đầu nòng nhắm rồi, vô cái súng chết luôn tao. Bây giờ là phải hốt cái kim cương này. Kim cương này khỏi cần phải ra sót nữa, ở chỗ đó là chứ đâu. Ờ đi qua chơi rồi làm như là mình giờ mình nhảy ra đứng gì chơi rồi mày, tao tiếp xúc game này đầu tiên biết gì đâu. Ghê thiệt. Mày chỉ tao chơi không tao biết gì. Ghê. Cái chưa không phải chỗ đó hồi ẩm tao nghiên cứu ra. Điên này làm cái gì vậy? Đó giải cứu liền. Làm gì mà cầm cái cây này để lên thằng này nó tới ông bà đó. Con nhỏ nó cũng không cứu ngừ luôn. Rồi nói chuyện đó cái. John's got a small army guarding his ranch and airstrip. Thấy ông gà mà nó nhảy cần gì phải lên tới đó nhảy. Xuống đây là chỉ cho. Vậy biết rồi, nhưng mà tao lụm đồ. Cái đồ gì cho anh? Mấy bình đó. Vậy chứ. Đây có đạn sập gân rồi nè, ghê. Đó. Ê ê ê ê. Đừng bắn chứ mấy chú em. Chú em bắn là chết à. Đó, anh em thấy ghê chưa? Đi vô điện luôn. Ê có vị trí kim cương chỉ dưới nữa kìa. Chạy đi. Qua đây. Trời ơi. Rồi. Tao chơi tính làm pha tao nhảy qua giờ tao rớt xuống luôn à. Phổ thân tôi. Tao yếu nghề đấy mà anh em. Làm pha nó chứ. Nó vào. Nó không đâu. Trời ơi, điểm tiền bạc trong đây quá trời luôn. Chi tiêu nữa chứ. Cái này là phải sử dụng chi tiêu được nhiều mới được. Để đó một 3 điểm một 7 điểm luôn. Nắng này là gì đây? Cái thằng gì vẫn cầm khúc cây là chạy bắt trớn từ xa khí thế vậy. Đây là ống nhắm gì nè, rồi mấy cái vụ nổ nè. Mình phải nâng cái nào đó mà nó độc. Ở đây. Đó.
Mày đâu có dính? Đang trượt lại nè. Nãy tao tính làm pha tao nhảy qua đặng tao nổ. Ai ngờ nhảy qua không tới. Đã người ta thiết kế hết rồi mà mày. Tôi cái được cái cây để đi qua mà tao tính tao. Ừ. Tao tính nhảy qua làm để phát vậy tao vậy nổ. Làm ai ngờ không được nổ. Chạy chạy luôn đi, ra xe nghiên cứu làm gì. Hai thằng này là gọi là hai thằng rắn mắt nè. Hai thằng nó dạng mà ngứa mình hay sao á. Nó không ăn đạn mà chịu không được. Rồi. Một tí rớt dưới rồi. Đâu thằng nào, mà nó có âm mưu đầu to đầu bự thấy mình vậy ta. Gì à, Miner thăm quần mày la trên đó dữ à. Chắc là dạng có cái thằng nào nó định âm mưu đầu to đầu bự gì với Miner thăm quần tao gì. Gì đây không có gì hết vậy. Đồ ngu. Mày liền. Mày lấy đồ chưa, lấy đồ không? Lấy rồi, lấy đồ gì đó có sách không gì để học thêm kỹ năng rồi coi cái kỹ năng này. Ở đây có mớ đồ đạc gì nè. Nó nhảy xuống luôn. Rồi. Thì nói chung là nhiệm vụ phổ biến là tụi mình vẫn thường hay lấy vị trí kim cương thôi. Lại lấy cái điểm kỹ năng học đi, từ từ chúng ta mới có thể tiến thẳng đến cái đỉnh vinh quang chứ còn nhiệm vụ chính. Còn mà yếu quá sao được. Thấy thấy có nào chỉ vị trí kim cương đâu đây. Ê để lại là mẹ bắn súng. Mua đồ coi bà nội. Nâng cấp cái súng này là chơi là tiết kiệm phải không. Giờ chỉ mình có cây súng thường không, mình nâng cấp lên thôi. Làm nâng cấp cái nòng nhắm lên. Nè. Vô bỏ cái nòng nhắm vô. Được à. 1.300 chết ổi gì. Chơi chơi không chơi. Ô. Màu vậy đó, xài cái quân thường cái thôi, không cần đạp. Tới cái quân mắc tiền cái đó thì 400 mấy mét có nhiệm vụ gần đây mình lại đây luôn rồi. À cái đồn chiếm đồn cái này nó tăng điều hết nè. Đi chiếm đồn nè, có một điểm ở trên nè, mua cái này đó. Tăng chỉ số dưới ngon quá rồi. Trời ơi, như vậy thôi được rồi. Anh em cần gì mà phải cái kia. Chiếm nồng hả? Rồi ok. Tôi làm chạy như lát vậy em. Ủa gì vậy? Bắn, sao bắn vậy? Rồi bắn trúng đích rồi. Kiệt quệ liền. Tại từ sau quá bắn nó cùng nó nồng xuống. Ô, ghim chưa ngay lỗ đích luôn rồi mày. Rồi lấy lời cung rồi. Đã đổ máu ngay chỗ đó luôn. Rồi đi chiếm nồn nè. Ê trâu. Trẻ trâu kìa. Ê gì đây? Dĩ đeo con trâu. À, chào mấy anh. Rồi lên xe chị anh thôi đây anh. Ê có thằng chỉ gì trí kim cương lại nói chuyện luôn cái. Tụi mình có làm gì đâu nè, chết ta chắc Vĩnh bắn. Đợi coi đi. Tao đây, tao trấn thủ biên quan ở đây, nào dám ra đây. Ừ, gì con nhỏ trong rừng đi ra chung với một con chó, thằng này bị chết mở mắt đây là sao? Ừ, chết rồi. Ghê thiệt. Mày đừng có bắn để tao nói chuyện với nó coi. Nữa. Làm nó ngắm đây nữa rồi. Con này tia ngắm tia xanh, con tia đỏ. Chết rồi nha. Lẹ đi lại, con nhỏ này ngon lắm nè mày. Nó lại nó định gõ thằng này anh em. Nhỏ này nhìn đẹp lắm nghe, nè. Nó nghe tiếng bắn là giết người diệt khẩu. Mà không ngờ. Không ngờ mình bích thì đích quá đi. Rồi. Ủa chưa nói chuyện xong nữa. À, mày nghe nó. Mày. Nữa nó cứ bắn đùng đùng vô ngắm không nói chuyện được. Tài hàng si chảy mà chán thiệt chứ hả? Tao mới cứu được thằng nè. Nói chuyện nó cũng không xong nữa thiệt. Con quỷ tài lanh. Nhắm ai mượn nhắm. Nghe tiếng mà nhắm như mày, nghe tiếng nổ hơn. Nhắm có nào bắn tỉa rồi sao? Có gì đi kim cương không?
Rồi còn thằng đang đây nữa nè, vào đây làm luôn đi. Ủa sao mình ngu dữ ta, tự biên tự diễn luôn. Mình tưởng nó còn phải dài viên nữa chứ. Rồi đi xuống chiếm cái nồn nè. Nè còn thằng đây nữa nè, làm luôn đi. Thằng làm gì? Bên đây nè, trong đây nè, trong chỗ tao nè. Tao báo cứu nó, có hỏi ra được tin tức gì không? Hỏi luôn đi cho tiện thể. Tao đâu thấy nó hiện được ra gì đâu. Không hiện gì luôn hả? Không, đó đâu có gì đâu. Cũng chết mà. Ok hả? Mày có rồi. Đẩy liền. Đấy là lộn đồ đó. Rồi, 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 đi chuyển nồm nè. Lên xe. Đây, đây. Ê, để Mino dành chỗ ngồi với mày á. Rồi. Phải thiệt chứ. Sao? Con Mino dành chỗ ngồi tao cái gì? Tao vừa nói xong lên ngồi. Nè, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Rồi, ok rồi đó. Con cho Mino ngồi. Tao cổ xuống được nè. Gì vậy mày? Ủa? Đang đỡ đầu xe. Chín gốc cây luôn á. Chứ không phải giỡn đâu. Đau lòng, đau lòng phải không? Đau lòng chạy. Chết. Nó cái này không chết cũng bị thương. Tào Gân. Quay lại cái kiếm. Kiếm toàn gốc cây nó đung không mà chết à. Tạ Gân lại chúa không không à. Rồi mình thắng vậy nó mới nhanh như vậy. Rồi tiếp cận nè, tấn công thầm lặng nè, xài cung đi. Lần này xài cung đi. Đáng lẽ tấn công nồn là phải lấy con chó mới được. Chó gì Mino không quần cả xạ thủ, tao bắn tầm xa. Ta đánh lạc hướng chó đó phương. Chó phát hiện vị trí ngon hơn. Đâu ta? Trong đó đó, trong đó không á. Một đứa đi đai rồi. Đậm đầu liền. Hai tên. Còn láng này ngoài đây nữa nè. À. Bắn đi. Quay. Bắn vậy cũng hụt nữa cha. Nó la rồi thấy chưa? Mày bắn chạy vô. Mày bắn hụt cái la rồi thấy chưa? Con nhỏ ngu thiệt chứ. Rồi báo luôn à. Con quỷ ngu vừa phải thôi. Rồi chết ngắt luôn rồi. Đang bắn thiệt đưa đưa nguyên cái đích nó vô ăn nguyên cái tên tao. Baby, nghe này. Em là cô gái mộng mơ, xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ. Con Mino này thiệt. Đút cái đít vô mặt mày mà. Ai thèm. Ủa không thèm luôn hả? Vậy sao cứ đòi. Giờ khắc này đang chiếm đồn thèm đít gì. Tụi bay ngon bữa đó. Gì vậy? À có thằng có rocket nè. Cứu hả mày? Nào nữa mày hả? Đổi lấy cái rocket liền, còn ba viên đạn đây liền. Mày quăng mày lấy cái súng hạng nặng, mày lấy cái cây đập vô đầu Mino thâm quần hả mày? Giỡn hả mày? Dám lấy cây đập chứ vô cái đầu Mino thâm quần. Này đang đứng bắn, đáng lẽ là cái thằng kia là không nhấn chuông báo động kịp, rồi quay cái đít vô. Chứ cái sực cái nằm đóng liền. Đâu. Cái súng gì, cây súng này hồi nãy là mình test rồi anh em à. Test mình đã luôn à. Hàng ngon phải không, hàng ngon phải không? Bót. Hàng này hình như là mới bóc tem được có vài lần, cũng ổn. Ồ, bán mấy cái già này được 1000 liền. Hay lên đồ lên giá ta.
Ừ, ở mua đạn có 36, bây giờ xài cung với xài súng cun nó rẻ. Giống rẻ lắm à. Anh rồi, cái bên này coi còn nhiệm vụ gì không? Còn 5 điểm nè, để coi nha cái gì. Đây là gì ta? Không có nào chỉ vị trí kim cương nữa. Đây. Nè nè, 700 mấy mét, 600 mấy mét nè. 5 điểm nè, nên là được sửa xe với gì bao lậu gì nè. Đâu chạy xe nhiều đâu, thôi để dành điểm nâng kỹ năng chiến đấu. Thôi chắc là chiếm đồn hết luôn đi, còn nhiệm vụ chính phải làm một video đi. Chiếm tiếp cái đồn đi. Rồi bây giờ thì chiếm tiếp tục cái đồn không? Ờ coi cái chỗ này có chỗ bán xe không? Ừ, tao đi luôn á, có tiếng không không à. Không có đánh trận đâu mà. Đi rồi, không có xe, có xe luôn, bán máy bay kìa. Vậy có đứa chỉ vị trí kim cương để tao lại tao hỏi cái. Mấy trọng dương nó chưa chết được đâu. Chết rồi á, đụng cái là chết rồi. Cái gì kì vậy? Má thấy hằng trước theo mục tiêu rồi. What? Yeah. What the hell? What can see? Còn mày lái máy cài thì lo lái máy cài đi. Không nào cũng hết. Bây giờ nói dân gà tiếng Anh mà mày đặt cứ nói tiếng Anh không? Đi luôn cán buồn nè, cống luôn, công việc này phải là của mình còn gì không mà. Ở đây có gì tí kim cương đây nữa nè. Dạ chắc rồi, vô lấy cương chạy qua nghe ngon quá à. Nghe thèm buồn thèm khác luôn á. Nó không thấy. Không. Đừng để cho nó báo động. Quánh ngừ. Thằng này chạy vô đây, núp trong đây hả? Thằng súng núp trong đây. Đừng để cho nó báo động là được rồi. Hấp nó luôn hả? lên để nó vô cái háng cái hử cái chết nhắc cái gì. Vãi. Đâu, tao vô đây. Phải để nói chuyện con này cái, từ. Có cái đồng này lớn hay là chờ đi coi. Chờ hành động được chứ. Kìa quan mình lấy camera quan sát trước hết đi, rồi bắn như vậy. Chỉ có chó là dễ làm ăn rồi. Bãi xuống mấy thằng rồi. Trời ơi, sao tao bắn này tao bắn hụt không mày? Trời ơi. Có trọc dương dưới á. Trọc dương nè. Chả biết gì hết. Lấy tên đồ lại. Còn đâu nữa? Ở đây. Nãy có chiếc xe đầu lâu đi ngang. Sao mà thấy được? Ý tao nói muốn giết nó, còn con xạ thủ trên đây nè. Này bơi đi này. Nhớ tao bắn chết đứa đó mà. À còn. Để khi nó chuẩn bị nó cúng cơm rồi. Nó đang kéo lên quay qua nhìn tao nè. Thấy ha. Mày gãy cổ nè. Đá đồ thứ dữ luôn ghê. Chiếm đồn hầm lặng kinh vòm. Chả ai biết gì cả. Ủa chơi vậy mới ngon chứ. Đá thích cầm súng. Súng gì. Trời ơi coi đúng. Chặt à. Chặt gờ luôn. Phối hợp đều luôn mày. Nhịp nhàng quá là giống gì? Như là để quay phim mày. Làm như là để quay phim phối hợp nhịp nhàng. Già đã bắn súng rồi mày. Mày mau vô đây lộm được mấy cái súng của mày lính cái bắt đầu đem đã mày bán luôn thứ gì vậy. Thứ gì mày đặt con coi, mày đặt con coi súng nữa chứ, coi súng bắt đầu cũng đặt dưới bàn. Theo bộ là buôn bán kinh doanh cũng kinh vòm ha. Coi bộ biết kinh doanh dữ ha. Mua đạn có 16 bây giờ chơi vậy mới lời anh em.
mới vào được. Rồi quay lại cái vị trí kim cương sát bên nữa là hết video rồi. Chạy đi ngon anh em. Rồi đây có người chỉ nữa nè. Mình muốn cái chai đó. Đâu à? Cái chai đó đâu ta? Mình mua rồi mà. Mình mua là mình có quyền. Pyromaniacs want to fight against the cult. I heard they're camping out by the old bus wreck. It's not far. Rồi xong. Glad to have this place back. Stinking all. We're keeping these digs thanks to you. Đón đính răng lên. Ủa sao nhìn cái này đính răng lên hả ta? Sao nhìn sao nghĩ đến cái đầu phó rệt đó nhờ. Lên lên giờ lấy xe thùng đi nè. Đi. Rồi mình ơi lên ngồi đằng sau thùng nữa không? Ghê không? Tốc độ. Tao thì tao ngồi không được rồi đó. Tao bó tay chấm cơm chấm VN rồi. Cái kỹ thuật đó chỉ có Mina của mày. Đâu quất được luôn. Nào, nào chạy ghen bún lỡ hấu là ăn gãy vô đầu. Chừng đó có lính đó mày. Cái chỗ đó tưởng tượng có lính lắm nha. Tao mới quanh đầu xe thắng đây nè cho Mina. Đâu cho Mina thêm quần mày xuống chân gần hơn thấy không? Hai thằng, ba thằng. Tóc dài nè. Tóc giống bé nhỏ đại nhân nè. Biết cái gì ha. Ôm cái súng nè. Thôi hả. Sao ta vô cũng được ta. Phải băng được kia vô mới được. Đây rồi. Bắn dướng bờ rào tao. Rồi lên trên đó coi. Đây sao cái nhìn tao quen quen dữ vậy? Nhớ rồi cái gì? Có hồi tưởng kỷ niệm. Sao chưa nhảy lên được ta? Hồi tưởng kỷ niệm kinh vòm với cái này luôn á. Khoan mở cái này lấy rồi trước. Rồi lấy rồi. Mày đi đâu làm tao đi theo mày mày. Tao cũng biết giờ tao đi đâu nữa. Cái đường nó đâu quên. Quên mất rồi. Nằm dứ. Ở đây nè. Ở đó. Ông ông vậy mà không thui mình ha. Nào phá ổ nó mới thui mày chứ. Tao mày làm tao dướng rồi mày. Đây lượm được cái súng nhắm kìa. Súng nhắm của Miner thăm quần thấy không? Tao có rồi mẹ ơi. Đồ. Có trước luôn. Ghê vậy. Ở cái súng này tao lượm lâu lắm rồi mà. Tao lượm hồi chỗ ở của Miner thăm quần á. Đồ. Nó giữ tới giờ này nè. Ê mày có kép sắt dưới có nên mở không? Nào. Tao nhớ có kép sắt ngay ngay tổ ông á, nhưng mà phải liều một mạng vô để lấy đâu giờ tao qua đô, hoặc là 200 rưỡi, tao không biết là bao nhiêu nữa. Con Miner này nó chướng chỗ nữa chứ lẹ ơi. Đây nè anh em. Đâu đâu xác đâu đây nè. À trong đó hả? Vô đi nè. Sao tao vô hả? Hãy xuống lấy. Chơi vậy chết rồi. Cái gì
Hên là có mình báo quán shit đó nha. Chứ tao nhảy vô không đâu được đâu. Tao hổm là đợt hổm là mày bị tao troll, giờ chơi troll lại. Rồi vô mở khóa rồi tao không học kỹ năng nữa. Để coi coi. Thiệt tình nó không học luôn, để mình học tốn điểm mà. Ai học kỹ năng nó làm gì? Trộm cắp mà không học mày. Có lợi cả đôi đường á. Lúc sau là nại mấy cái cửa vô cũng khó khăn lắm bộ. Gì lâu dữ vậy? Cả nhấp lộn 200 rử à. Ra coi. Giờ đường ra đâu mất rồi. Tao cảm thấy có điều bất ổn mà. Nhảy xuống liền. Mày hả, mày định chơi tao hả? Tao thấy ổn không là tao quay lưng rồi tao chạy đâu, tao chạy không kịp. Rồi ra đi, ra. Ra gì không ông? Tao ra được đây mày nói gì à? Mày ra được quyền của mày. Đẹp thấy chơi mình chưa? Mình thấy có ổn ông đó là mình bắt đầu mình tẩu rồi. Thôi mở khóa đây mày, mày mở khóa cửa ngoài đây mày vô đang lấy thêm tiền vào trong đây coi. Đu có lợi cả đôi đường ha. Mày không bay vô như lúc trước. Bay vô mà không có kỹ năng lấy gì ra. Đây cái đồ đây nè. Nè cái tủ này nè. Thấy không? Cái tủ này full nên sao mở. Ồ vậy thôi. Vậy thì bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này ra để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Xin chào. Thôi ok.